Rồi để làm xóa sản phẩm á, thì các bạn phải tạo đường link à, tương ứng à, cho một cái thẻ A à, ở một cái sản phẩm tương ứng ha Thì đối với thẻ A thì các bạn phải tạo đường link như là delete à, suyệt gửi tới cái phần là show cái ID lên Thì à, đối với button hay là một cái test thì đều làm được điều này ha Rồi mình có thể là bỏ cái tay submit của button rồi ok thì sau đó thì mình qua bên cái phần router của sản phẩm. Thì bên phần router này thì các bạn sẽ đổi cái router thành là get. ở router tuy là nó delete nhưng mà nó cộng với cái router cấp cha thì nó ra được là product delete thì bên thẻ A này mình phải là product delete bên thẻ A thì mình làm delete không thì không không được ha nó chạy không đúng đường dẫn không đúng cái ghép Đó, khi mình lít vào cái nút xóa thì nó sẽ không đúng đường dẫn cái server xong rồi tới delete luôn cho nên ngay thế a mình phải bổ sung thêm cái chữ đắt nữa thêm cái chữ mà router cấp cha rồi mình mở cái uh, template lên cái view lên bổ sung thêm cái đắt rồi ok ha đường dẫn đường liên kết thì phải đúng đường dẫn Rồi, mình dịch lại. Ok, delete. Đấy, các bạn bấm là nó ok rồi. ha Nhưng mà cái tác vụ phía bên trong thì chưa có ổn. Coi lại báo lỗi gì ha. Nó báo lỗi là cái file không tồn tại, file hình không tồn tại. Thì file hình không tồn tại nghĩa là mình xét cái đường dẫn dẫn đến cái file hình nó không đúng. Thì bây giờ mình đặt lại đường dẫn thôi. Thì các bạn đặt đường dẫn. Ở đây là đặt đường dẫn. Thì ngay trường hợp này thì các bạn phải đặt đường dẫn tuyệt đối. Tức là mình phải định vị mà là mình đang ở index. Thì để vào cái đường dẫn hình ảnh này. Thì nó phải là chấm, xuyệt, public, xuyệt, à, upload. Rồi mình dịch lại. Rồi mình thử ha. Thì mời các bạn coi lại cái sụt code này trong cái phần uh, mô tả video clip này ha. Rồi, sau khi mà chỉnh sửa code router thì chúng ta chạy lại. Rồi, thêm mới. Rồi ok ha. Thêm sản phẩm thứ hai. Rồi ok luôn. Rồi ok ha. Thì bây giờ à, mình xóa thử luôn đó các bạn thấy xóa rồi đó à, Rồi, sau khi mình đã thực hiện được phần xóa sản phẩm Thì các bạn à, review lại một tí xíu à, Những cái module, những cái kỹ thuật Chúng ta cần sử dụng trong cái phần xóa sản phẩm này Trước tiên thì các bạn thấy là Ở cái phần trang à, chủ mình cũng không có thay đổi gì Mình chỉ có thay đổi một số đoạn code nhỏ Trong cái phần router product thôi à, Đầu tiên thì các bạn phải chú ý là Mình sử dụng luôn cái À, thư viện là Fs đây là thư viện để tương tác tới file để chúng ta có thể là à, xóa cái file hình à, khi mà chúng ta xóa cái à, thông tin của một sản phẩm trong một cái bảng ha thì chúng ta phải xóa luôn cái hình tương ứng đó rồi thì ở cái phần mà hiển thị danh sách ở layout thì các bạn chú ý khi mình tạo cái đường dẫn à, cho cái phần là thẻ a đây thì cái đường dẫn ở đây thì các bạn chú ý là À, đường dẫn vừa là router cấp cha, router cấp con và sau đó là cuối cùng là cái ID Tương ứng với cái thẻ A như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện uh, một cái hàm get Hàm get Đây, hàm get xóa sản phẩm Thì trong hàm get này cái đường dẫn của mình là đường dẫn như thế này Đây là cái router cấp con và đây là cái ID cái router cấp cha là cái đắt này đó trên hình khi ta mới nãy các bạn sẽ thấy là đắt rồi xong tới duyệt uh, rồi xong tới delete rồi xong tới id ha rồi uh, chúng ta cũng uh, sử dụng chúng ta cũng sử dụng cái phần là uh, phương thức là param ha param để chúng ta lấy cái id này về và gắn cho nó là một cái biến là product id từ đó thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái thông tin chi tiết của một sản phẩm qua cái product ID này ha. Thì bằng cái lệnh này. Đó. Thì đây là phương thức có sẵn uh, của CVLine. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái tên hình ra từ cái chi tiết sản phẩm này ha. Rồi chúng ta phải định vị được là chúng ta đang lưu cái hình ảnh trong thư mục nào trên website thì chúng ta phải xác định và định vị được chúng ta đang ở đâu và chúng ta xác định cái đường dẫn trực tiếp như thế này. Ví dụ tôi đang lưu cái upload này trong cái thư mục public ha, thì tôi khai báo cái đường dẫn hình ảnh như thế này. Và đây là cái đường dẫn hình ảnh mà mình sẽ xóa. Vì thế cho nên chúng ta phải tìm cái phải 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 kiểm tra coi cái đường dẫn đó có tồn tại không qua cái phương thức là set thì cái đoạn code này các bạn có thể là à, uh, copy trong cái file hướng dẫn ha trong cái phần mô tả uh, của clip này uh, tiếp theo cái việc là kiểm tra coi nó có tồn tại không nếu nó có tồn tại thì bắt đầu chúng ta phải xóa thì cái hàm in link là cái hàm uh, của cái uh, module của thư viện fs nè rồi anh linh tức là nó xóa cái đường dẫn hình ảnh đó nếu mà xóa có lỗi thì nó thông báo lỗi còn xóa thành công thì tiếp tục là chúng ta xóa luôn cái record, tức là xóa luôn cái sản phẩm với ID đó ha. Nếu mà xóa thành công thì chúng ta chuyển cho nó ngược lại về cái danh sách, còn không thành công thì bắt đầu là thông báo lỗi tiếp. Đó, thì cái phần là uh, phương thức xóa trong cái router xóa là như vậy, cho nên các bạn có thể là uh, coi kỹ lại cái phần này hoặc các bạn có thể là tham khảo lại trong cái uh, uh, file hướng dẫn làm có kèm trong cái phần mô tả của clip này ha rồi ok chào tạm biệt các bạn chúc các bạn thành công